nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Phần 4. Luật về sự thánh thiện. Xét sinh, các lễ vật. Sách Lê Vi, chương 17, từ câu 1 đến câu 16. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với A-ha-rôn, với các con nó cùng toàn thể con cái Israel và bảo chúng: Đây là lời Đức Chúa truyền. Bất cứ người đàn ông nào thuộc nhà Israel giết bò, chiên hoặc dê trong trại hay giết ngoài trại mà không mang con vật đến cửa lều hội ngộ để dâng làm lễ tiến cho Đức Chúa trước nhà tạm Đức Chúa, thì nó sẽ chịu trách nhiệm về máu ấy. Nó đã đổ máu, nó sẽ bị khai trừ khỏi dân nó. Như vậy, con cái Israel sẽ mang đến những hy lễ mà chúng tế ở ngoài đồng, chúng sẽ mang đến cho tư tế để dâng Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ, và chúng sẽ tế dâng Đức Chúa làm hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ rảy máu trên bàn thờ Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ và sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút thành hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Chúng sẽ không còn tế dâng các hy lễ của chúng cho các thần dê, những thần chúng chạy theo mà làm điếm. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho chúng, cho các thế hệ của chúng. Ngươi hãy bảo chúng: Bất cứ người nào thuộc nhà Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, dâng lễ toàn thiêu hay hy lễ mà không đem đến cửa lều hội ngộ để dâng lên Đức Chúa, thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Bất cứ người nào thuộc nhà Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, ăn bất cứ thứ huyết nào, thì ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn huyết và sẽ khai trừ khỏi dân nó. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Vì thế, ta đã bảo con cái Israel: Không một ai trong các ngươi được ăn huyết, ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng không được ăn huyết. Bất cứ người nào thuộc con cái Israel hoặc trong số ngoại kiều còn sống giữa chúng, săn được một con thú hoặc một con chim được phép ăn, thì phải đổ máu nó ra và lấy bụi đất phủ lên. Vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó bao lâu nó còn sống, và ta đã bảo con cái Israel: Các ngươi không được ăn huyết của bất cứ xác thịt nào, vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó. Bất cứ ai ăn huyết sẽ bị khai trừ. Phàm người nào, dù là người bản xứ hay ngoại kiều, ăn con vật chết hay bị xé, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi nó sẽ được thanh sạch. Nếu nó không giặt áo và tắm rửa thân thể, nó sẽ phải mang lấy tội mình.